Đấy. Đấy, đẹp rồi. Đấy, thay hết hơi rồi. Đấy, ngon lắm các bạn ơi. Thơm lắm. Ngon. Đấy, bụng này có nhiều không gian. Ôi à. Chào chào bác ạ. Chào là Trey, đến từ Kinh Tế Review. Xin chào anh Trey. Hôm nay cháu đến thăm bác ạ. Bây giờ bác đang làm gì đây ạ? Sáng sớm đến để tưới cho mấy cây hoa, cây cảnh. Vâng. Để cho nó mát. Vâng, rất là đẹp ạ. Đúng đấy. Vâng ạ. Thế thì anh đến đây thăm cái này thì anh vào trong nhà xây nước nhá. Dạ, vâng. Để chú cháu mình nói chuyện nhau. Vâng, vâng. Mời ạ. Để mời anh chơi uống nước với tôi nhá. Vâng, dạ vâng ạ. Đây, anh thử, tôi thử xem là anh đoán đây là nước gì. Vâng. Nước ở nhà quê đây là nước vối đấy. Nước vối á? Rất ngon. Và thơm thế. Cháu là người Mỹ. Cháu sinh sống ở Hà Nội hơn 2 năm rồi. Và cháu đã xem clip của bác. Thì cháu rất là thích món ăn bác nấu. Và phong cảnh nhà bác rất là đẹp. Bác có thể dạy cháu để nấu món ăn đặc biệt. Hôm nay tôi muốn làm một cái món lem nướng. Dạ. Rồi. Lem nướng anh Trầy đã ăn chưa? Có ăn một chút. Đấy, tôi mấy anh Trầy đi ta làm cái món lem nướng hôm nay nha. Vâng. Rồi. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món ăn làm lem nướng. Rất là vui hôm nay có anh Trầy đến thăm với trực tiếp với gia đình tôi. Thì hôm nay tôi cũng giới thiệu cùng cả mấy Trầy là các cái món làm lem nướng. Các thực phẩm kèm theo là như sau. Đây là giò heo, đây là thịt xay và đây là gia vị là có tỏi và hành. Kèm theo là cả mỡ lợn nhá. Còn đây là gan lợn có mì chính, đường, muối gia vị. Đây, đây là hạt tiêu. Và đây là bột lở. Và đây là nước mắm. Đây là rượu mai quế lộ. Và kèm theo có cả các rau sống, các gia vị kèm theo nữa. Thì chút nữa tôi sẽ ra giới thiệu cùng mấy cả khán giả và chơi. Bây giờ trước tiên để làm cái này thì tôi sẽ phải dội nước sôi vào đây để trần cái thịt mỡ phần này ta phải trần bằng nước sôi. Vâng. Đấy, trần bằng nước sôi để cho nó bốc cái mùi mà nó có cái vị hôi nào nó bốc lên, mà hơn nữa ta thái hạt điệu nó dễ. Đấy. Đấy, tôi trần như thế này là kỹ rồi. Bây giờ tôi bỏ nước này đi. Sau khi trần xong rồi thì bắt đầu tôi mới thái hạt điệu. Rồi. Bác thái nhanh quá. Bác có sợ cắt tay không? Quen rồi rất tốt đấy. Chuyên nghiệp quá. Tôi thái xong rồi tôi tẩm ướp xong rồi tôi mới anh chơi lặn thành nem. Cháu đã được ăn món này ở ngoài quán, nhưng mà cháu thế chắc là có lẽ là anh chơi chưa biết, chưa nhìn thấy tận mắt là người ta làm như thế nào, đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ tôi làm như cái gì là tôi sẽ giới thiệu ở đây nhá. Dạ vâng. Cho cái này là giò đây, giò heo. Đây, cho vào đây. Tôi sẽ cho lốt cả cái thịt này, thịt xay. Dạ. Và trộn hết luôn á. Đây, cho hết luôn để trộn đấy. Đây, cả hành, cả tỏi đây. Tôi sẽ trộn vào đây. Đây, cho tôi mượn hạt tiêu. Hạt tiêu đấy. Đây, tôi sẽ cho bột lở. Bột lở á? Vâng. Đấy, chỉ cho vào ngần này mì chính thôi nhá, không được nhiều. Đấy, đây là muối gia vị. Vâng. Các bạn nhớ là đường đây, ta cũng cho một chút đường vào đây. Đấy. Đây là nước mắm. Nước mắm chỉ cho vừa thôi, không là mặn quá. Nguy hiểm lắm. Bây giờ tôi trộn đều. Các cái gia vị này trộn đều.
Thôi một, một cái thôi. Một cái thôi á. Đây, thế này này. Đấy, bóp như này. Đấy. Đấy. Đấy, phải bóp như thế này thì nó mới đều. Đấy, anh cứ thử đi. Vâng. Đấy. Đấy. Đưa vào bóp xong. À, đấy, đúng rồi. Đấy. Đấy, thế là làm được đấy anh chơi ạ. À. Ừ, tốt đấy. Mà đấy cứng lắm. Dính. Đấy. À, đúng rồi. Đấy, thế nó mới đều tất cả các cái gia vị. Dạ. Bây giờ được rồi đấy, tạm được đấy. Đấy. Được rồi. Được rồi. Đấy. Đây nhá, bây giờ nó tạm được rồi thì mình vun vào giữa. Ừ. Đấy, mình làm đến đâu nên mình phải xoay bát. Ừ. Đấy, thế này đấy. Thì là nhào lên đấy. Thì nó mới đều được, ừ. Chứ không là nó không đều. Đấy là nó mới ngấu được đấy. Ừ. Đấy, như thế này này. Ừ. Đấy. Nó đều nó tròn xong này này, bóp cho nó ngấu. Đấy, bây giờ là được rồi thì mình giặt nó xuống. Ừ. Giặt này xuống. Xong mình để ướp. Ướp á? 60 phút. 60 phút là một tiếng thôi á. Ừ. Vâng ạ. Cháu, cháu thấy món ăn này mất rất nhiều thời gian. À. Phải kỳ công như thế thì nó mới ngon. Dạ đúng rồi, đấy, ngon đặc đấy, sản đấy, đấy. Đấy, đấy. Và bây giờ nhá, để chờ ướp, xong bỏ cái này ra, xong rồi tôi giới thiệu anh cái quang cảnh qua ở đây. Vâng. Đây, đã tẩm ướp được một tiếng rồi. Đấy. Ừ. Bây giờ tôi giới thiệu với các bạn đã đủ rồi đấy. Nha. Và tôi sẽ cùng với anh Trầy. Các bạn ơi, tôi cùng anh Trầy để ta làm thành nem. Vâng ạ. Đây, ta đi găng tay để ta bó nem. Ta chỉ bó nó vừa vừa thôi. Dầu tỏi đấy. Ui à. Đây. Đây. Xong rồi, lấy cái này. Cháu vào đây. Ừ. Đấy, thế này nó không dính. Mình cho vào đây, xiên. À. Đấy, đơn giản à. Đấy. Ừ. Xiên ông mình làm nó tròn tròn này này. Đó. Đấy. Nó nhỏ mà nó dài. Đấy, xong rồi ta cứ thế này, ta lặn nó này. Ừ. Ta vê nó vào. Hai tay ra vê, ta để nó lòng bàn tay ra vê. Đây ạ. Ờ, cho nó kín cả cái đầu xiên này ra. Vâng, cái này của cháu còn được chưa? À, gần được rồi. Đây, được ví dụ để ở đây nhá. Đây, để cho nó hợp lý thì lăn lên này. Cái này của bác rất là đẹp, nhưng mà cái của cháu đây. Xấu lắm. Đấy, này là cũng gần được rồi đây này. Vâng ạ. Đấy, cứ lăn như thế này là được. Đấy. Đấy, đẹp rồi. Đấy. Đấy. Rồi, đây, vâng. Cứ để đây. Đấy. Vâng, tiếp nhá. Ta lặn tiếp. Vâng ạ. Đấy. Đấy. Ta đặt vào đây. Đấy. Như thế này chúng ta lăn. Ừ. Đấy. Ta lăn thế này là nó sẽ rất là đẹp. Thế xong thì ta lại phải ủ vào trong ngăn mát, để vào ngăn mát nhá, một tiếng. Đây, cái này hơi tốt hơn cái của cháu trước. Đây các bạn ơi, nhìn thấy tôi mấy anh chơi đây, đã làm xong lem rồi. Đấy, xong rồi. Đấy, đã làm xong lem rồi. Đấy. Bây giờ để mang đi để ủ lại nhá. Bừng à. Đấy, đấy. Ủ xong rồi đấy, đủ. Các bạn ơi, còn đẹp không? Đấy. Ủ xong rồi bắt đầu đủ thời gian rồi, bắt đầu ta sẽ cho than vào để ta quạt than trong đem nướng. Vâng. Vâng. À. Đây, bây giờ các bạn ơi, tôi để cái lem này đã vào trong ngăn mát đã được một tiếng rồi. Ừ. Như vậy là bây giờ tôi cho lên, tôi cho ra ngoài này để chuẩn bị than hồng là tôi sẽ đem nướng. Tôi sẽ cho than vào trong này, xong anh chơi anh sẽ quạt than. Vâng. Trong khi mà chờ than hồng để ta nướng thì tôi sẽ pha cái nước phết nhá. Đây là rượu mai Quế Lộ này các bạn này. Đây, các bạn nhớ này. Đây, rượu mai Quế Lộ thì tôi cho vào hơn một thìa. Đây là dầu tỏi phi các bạn này. Các bạn cho 2 thìa. Đây là nước cốt tỏi. Các bạn cũng cho 2 thìa. Cho một chút nước mắm. Khi nào bắt đầu nó chín thì ta phết mật ong sau. Các bạn pha mật ong vào đây, khi phết lên thì các bạn chưa chín được lem
thì không cẩn thận thì lem đã bị cháy. Dạ, thôi. Bác ơi, khỏi quá. Rồi, lửa to đây. Bây giờ phải quạt như thế này nhá. Thế này. Mình gập một chút cái này vào. Ok. Ôi ôi. Rồi, thế là nó mới nhanh lên lửa. Này lửa to này. Ôi giời. Lần đầu tiên chào chào làm như quạt á. Đấy. Ôi giời. Yeah. Thầy hết hơi rồi. Ôi giời. Tôi quét một chút dầu vào đây, nó không bám được, nó không dính. Bây giờ tôi sẽ đặt lên nhá, các bạn hãy nhớ để đặt lên. Úi dạ, nóng lắm. Nóng đấy. Đặt phải dứt khoát luôn. Cái gì, găng tay sạp than trái rồi. Găng tay mà là càng nóng đấy. Cái tay ni lông lại càng bắn lửa. Cái này rất là to. Cái này là của cháu á. Bây giờ là nó rất là nóng đây, than đang nóng này, ta phải quay liên tục. Quay nhẹ nhàng thôi, không là nó, vâng ạ, nó vỡ đấy. Dạ. Quay nhẹ thôi, không là nó lỏng hết cái gì thì quay. Bắt đầu khi mà nó nóng thì các cái mỡ, cái mỡ đây này, đó, vâng ạ, mỡ dắt này nó bị chảy. Đây tôi quyết cái nước quyết đây nha. Nước quyết đã được pha đều rồi. Đẹp. Bây giờ đi quyết vào đây cho nó hợp lý. Đúng rồi. Hấp dẫn lắm. Bây giờ phải lật luôn, lật luôn. Quay à? Lật luôn, quay luôn đi. Đấy. Chào chào đáng người tới mùi thơm luôn. Thế này mà nó đã sôi sung sục cái này là nó thơm lắm. Vâng ạ. Rồi. Tí nữa còn thơm dậy lên cơ. Nào, anh chơi bây giờ ngồi lướng nhá. Vâng ạ. Để tôi đi làm món nước chấm. Dạ vâng. À, bây giờ tôi sẽ thái thái cái gan này ra, thái thật nhỏ. Đây, ngon lắm các bạn ơi. Thơm lắm. Bây giờ tôi ra chỉ phách mật ong xong là bây giờ là tôi bỏ ra ngay. Các bạn nhớ là mật ong này một cái rất là nhanh bén. Rồi, các bạn cho mật ong đều vào, quay đều hai mặt là các bạn cho ra luôn. Vì mật ong này là rất hay, là hay xém hay bén. Đấy, nó đã thơm mùi mật ong rồi này. Mật ong xuống cái thơm luôn. Bây giờ là các bạn như thế này là tôi sẽ một ván này cho ra luôn đây. Thơm lắm ấy này, mật ong cái nó đã dậy mùi thơm rồi này. Đấy, nếu mà các bạn mà để lâu là thôi, quay đủ rồi là các bạn cho ra đĩa. Quá là ngon. Ơi các bạn ơi, chúng tôi đã, tôi mới cả anh Chầy đã làm xong một đĩa lem lướng đây rồi. Tuyệt vời là ngon. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái món này ra để tôi sẽ làm nước chấm. Tôi sẽ đun bằng cái than này. Các bạn hãy nhớ là đun bằng cái than này rất là hồng, đẹp lắm. Đây tôi cho dầu ăn vào đây. Vâng. Để tôi phi. Nóng rồi à? Rồi, nóng rồi. Tập tập tập. Đây, tôi cho tỏi vào. Đây, các bạn có thấy không? Vâng. Rồi, chỉ là than thôi mà nó còn nóng như thế này cơ mà. Đấy, tôi cho thịt vào luôn. Đấy. Trộn hết luôn đúng không? À. Ôi à, không rồi. Ôi à. Đấy, cái gan nó nhanh chín hơn thì ta phải cho cái gan về sau. Vì gan thì băm vụn rồi. Thịt tôi phải cho trước. Như vậy là thịt đã chín, tôi cho gan vào. Là cái gì đây? Đây là gan. Gan à? Gan lợn đấy. Đó. Rất dẻo tay.
Ngày xưa cháu là đầu bếp ở bên Mỹ luôn à. À, ôi dẹp nào. Một chút tôi là đầu bếp nhỏ thôi. Để cho một chút nước thôi nhá. Đây là bơ này, đậu phộng này. Các bạn nhớ là tôi cho bơ đậu phộng vào đây. Tạo độ ngậy để cho nó có cái hương thơm của nó nhá. Tôi cho đường này. Rồi, các bạn nhớ nè. Chỉ cho vừa thế thôi. Tôi cho một chút coi như thế nè. Ớt đây, ớt băm đây. Tôi cho một chút muối nhá. Các bạn nhớ là cho vừa thôi, không là đậm đấy. Tôi cho một chút tương đen nhá. Nước rất sánh đây này. Đây, các bạn nhớ. Nước chấm sánh lắm đây. Đây này, cháo xoay nhuyễn nhá, cháo lếp các bạn ạ. Tôi chỉ cho một thìa thôi. Đây là nếp á. Đây này, cháo lếp đấy. Cháo lếp ạ. Cho một thìa. Tôi cho một chút dầu điều các bạn. Rồi. Ôi, đấy, màu đẹp chưa? Nó đẹp. Thế là rất là đẹp rồi. Đẹp màu lắm rồi. Đây này, các bạn nhìn này, sánh này này. Đấy, nó sánh như thế này nè. Các bạn chấm rất là ngon. Bây giờ là mình múc lên nào. Đấy, để vào đây. Đấy, để tí nữa ta chấm. Đấy. Úi chà chà. Ôi à. Thơm ngon không? Thơm, thơm thật. Thơm ngon. Đấy. Nào, cho thêm nữa nào. Vâng, đấy. Đấy. Đây các bạn ơi, tôi với anh Trầy đã làm xong một mẹt lem lướng rồi. Bây giờ tôi giới thiệu với các bạn, kèm theo lem lướng là có cả bánh tráng chiên giòn lên. Rau sống thì gồm có coi như thế là chuối xanh là 1, xoài là 2, cà rốt là 3, khế là 4, thà lách, rau thơm có húng và mùi. Đây, các bạn dùng nhá. Bây giờ tôi với cả anh Trầy bắt đầu thưởng thức món này và xin mời các bạn thưởng thức cùng tôi với anh Trầy. Xem là hương vị hôm nay tôi với anh Trầy làm là hương vị nó ngon như thế nào. Bây giờ để ta bây giờ là ăn thế nào là can I bước thứ nhất á. Đây đúng rồi. Đây rồi, cuộn cái này vào nữa. Đấy. Ta cho các loại rau thơm vào đây, xà lách, chuối các loại đây các bạn. Đấy. Nhớ nhá. Đây một chút cái này ta cuộn chặt vào. Đây thế là ta cuộn xong rồi. Quấn chặt vào. Đấy. Okay. Đúng rồi. Đây, bạn cho vào đây. Đấy. Chấm cái này. Vâng ạ. Đây. Đấy. Đây, xin mời các bạn. Đây. Ngon. Đấy. Rất ngon như ngoài quan á. Thật. Rồi ơi. Là gia vị là hoa quan. Hoa quyên à. Rồi ơi. Tất cả ăn cùng nhau. Hoàn hảo luôn. chua này. Và cái này có gió nè. Và thịt rất là mềm và bún. Và thảo mộc này rất là thơm và tươi. Và nước chấm rất là ngậy rồi. Các bạn có thấy không, tôi ăn tôi thấy phải nói ngon lắm các bạn. Hương vị mà cái lem của mình nó là rất nhiều các cái gia vị mà tôi đã giới thiệu với các bạn. Lướng lên là mùi đã thơm mình lên đây. Tôi ăn hai cái vừa rồi là tôi đã thấy lưng lưng bụng rồi đấy. Anh về ăn khỏe đi. Vâng ạ. Bụng này có nhiều không gian. Các bạn ơi, hôm nay tôi với anh Trầy đã làm xong một cái mẹt này. Cái mẹt lem lướng này thì thật là tuyệt hảo. Mà tôi với anh Trầy đã thưởng thức rồi các bạn ạ. Nó rất ngon. Cảm ơn bác rất nhiều nha. Vì buổi này rất là trải nghiệm, rất là đặc biệt. Và món ăn này siêu ngon luôn. Cảm ơn rất nhiều nha. Xin ạ.
Xin cảm ơn các bạn và xin chào các bạn. Vâng, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha. Xem video tiếp theo nha. Bye bye nha.